Thưa quý vị, những ngày qua, mạng xã hội xôn xao với văn bản giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng của Trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc trung tâm đã xác nhận văn bản trên là đúng, đúng là do cơ quan của ông đã gửi đi. Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do thông tin không có căn cứ khoa học nên tri cục thủy lợi cũng không trao đổi gì thêm với đơn vị gửi văn bản này. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, tri cục Thủy lợi đơn vị thuộc sở có nhận được văn bản này. Do thông tin không có căn cứ khoa học nên tri cục Thủy lợi không trao đổi thêm với người đơn vị gửi văn bản. Về phía người được giới thiệu có thể cầu mưa là ông Lê Minh Hoàng sinh năm 1967, ngụ huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã từ Hà Nội bay vào Thành phố Hồ Chí Minh với kỳ vọng sẽ hô mưa gọi gió giúp bà con Thành phố Hồ Chí Minh thoát cảnh oi bức sau nhiều ngày nắng nóng 38 độ. Theo ông Hoàng. Chuyến đi này, ông sẽ mang theo các số liệu ghi chép, báo cáo cầu mưa thành công thời gian qua, trình lên cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh xem xét, đồng thời sẽ trình bày ý tưởng cầu mưa thế nào. Mỗi tháng bao nhiêu trận? Nếu người dân thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ, ông sẽ giúp mọi người đến năm 2025. Thậm chí, ông ước tính trong 4 ngày sẽ cầu được mưa tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. liên quan đến vụ việc xuất hiện hố tử thần không đáy tại phường Cộng Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh, ảnh hưởng tới một số hộ dân mà chúng tôi đã thông tin, thì đến nay kết quả khảo sát của liên đoàn vật lý địa chất cho thấy tại đây có một hệ thống hang cát tơ kéo dài từ phía Bắc xuống phía Nam, độ sâu từ 30 đến 60 m Tuy nhiên phần hang cát tơ phía Nam nằm trên một đới dập vỡ bị đứt gãy và đới này làm cho đất đá trên hang bị sung yếu và bị cuốn xuống hang. Đây chính là nguyên nhân đã gây ra hiện tượng hố sụt lún tại đây. Trên cơ sở kết quả tổng hợp tài liệu, Liên đoàn Vật lý Địa chất chia làm hai khu vực cần cảnh báo như sau. Khu vực cảnh báo nguy hiểm có diện tích hơn 4.700m2, nơi tồn tại hang cát tơ. Đặc biệt tại đây có đới kiến tạo, dập vỡ, đứt gãy chạy qua. Đới này làm cho đất đá phía trên hang bị sung yếu và bị cuốn xuống hang. Đây là khu vực có thể tiếp tục xảy ra sụt lún, nguy hiểm ảnh hưởng tới tính mạng con người. Khu vực cảnh báo có tồn tại hang cắt tơ ở độ sâu từ 30 đến 45 m, có diện tích hơn 41.000 m2. Khu vực này khi xây dựng các công trình trên đây cần được khảo sát địa chất kỹ càng để đánh giá chất lượng nền móng công trình. Cũng theo báo cáo của liên đoàn vật lý địa chất trong khu vực khảo sát, đơn vị đã khoanh được các diện cảnh báo về hang cắt tơ và sụt lún có thể tiếp tục xảy ra. Liên đoàn vật lý địa chất đề nghị địa phương có những phương án phù hợp cho việc phòng chống thiên tai. Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, cứ 6 người trưởng thành thì có một người bị vô sinh hiếm muộn. Tại Việt Nam, thống kê của Bộ Y tế cho thấy hiện có ít nhất 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn cần được điều trị, trong đó thì khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh ở độ tuổi dưới 30. Năm 1997, Việt Nam bắt đầu thực hiện kỹ thuật thụ tinh cho ống nghiệm. Sau hơn 20 năm phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nước dẫn đầu khu vực về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, nằm trong top 10 nước dẫn đầu về IVF trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Không chỉ giúp cho các cặp vợ chồng trong nước có cơ hội được làm cha làm mẹ, nhiều gia đình người nước ngoài, Việt kiều cũng có xu hướng về Việt Nam để chữa hiếm muộn. Từ năm 2017, Trung tâm hỗ trợ sinh sản Hệ thống bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã trở thành nơi gửi gắm ước mơ làm cha mẹ của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Tại đây quy tụ nhiều chuyên gia, bác sĩ giỏi với sự dẫn dắt của Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Hoàng, thạc sĩ, bác sĩ Giang Huỳnh Như, thường xuyên kết nối với các chuyên gia quốc tế, ứng dụng những phương pháp tiên tiến và điều trị vô sinh hiếm muộn. Đồng thời, liên tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, giúp nâng cao tỷ lệ thành công và giảm chi phí, thời gian điều trị. Hiện tại bây giờ ở tại Việt Nam, trình độ của các bác sĩ cũng như các trang thiết bị và máy móc không thua kém bất kỳ một quốc gia nào ở trên thế giới cả. Bên cạnh đó một cái yếu tố rất là quan trọng là chi phí thì rất là rẻ. Chi phí một chu kỳ làm nội tinh ống nghiệm tại Việt Nam bằng 1 phần 4, phần 5, thậm chí chỉ bằng 1 phần 10 so với lại các quốc gia khác. Cho nên là các cặp vợ chồng thì họ thường kết hợp cái công việc giữa về quê, thăm gia đình và việc điều trị vô sinh hiếm muộn. Bên cạnh đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF tầm ảnh, còn sở hữu cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dụng hiện đại hàng đầu thế giới. Trong đó nổi bật là hệ thống phòng lab đạt chuẩn quốc tế với độ vô khuẩn cực cao, cho phép thực hiện các kỹ thuật phức tạp của thụ tinh ống nghiệm, máy nuôi cấy phôi tích hợp công nghệ tham lắp và trí tuệ nhân tạo AI, tạo môi trường hoàn hảo như trong cơ thể người mẹ để phôi phát triển. Kính hiển vi đảo ngược kết hợp bàn chống dùng và bệ ấm chuyên dụng đảm bảo các kỹ thuật phức tạp được thực hiện chính xác, an toàn. Bình chữ lạnh với ni tơ lỏng có thể bảo quản noãn, tinh trùng và mô trong nhiều năm để phục vụ thụ tình ống nghiệm phải nói là chúng tôi rất là tự hào khi mà những cái tỷ lệ thành công cao những cái bệnh khó của chúng tôi không chỉ được các bệnh nhân ở trong nước mà là các bệnh nhân ở nước ngoài cũng biết đến thông tin và cũng tìm đến với tâm anh để mong muốn có thể nhanh chóng đón được con yêu chào đời đây cũng là động lực để cho chúng tôi cố gắng tiếp tục trao dồi về kinh nghiệm đầu tư thêm về các trang thiết bị các kỹ thuật hiện đại nhất tốt nhất để có thể giúp đỡ được các cặp vợ chồng chuẩn bị đón được con yêu đặc biệt Trung tâm luôn hỗ trợ tư vấn online miễn phí quy trình, thủ tục pháp lý với những cặp vợ chồng ở xa, ở nước ngoài, những cặp vợ chồng kiều bào trước khi về Việt Nam điều trị. Hiện nay, IVF Tâm Anh là trung tâm hỗ trợ sinh sản có tỷ lệ IVF thành công cao trung bình đạt gần 70%, bao gồm cả những ca khó và cực khó. Với nhóm bệnh nhân dưới 30 tuổi, tỷ lệ này lên tới xấp xỉ 80%. Thưa quý vị, sau hai phiên giảm mạnh, giá vàng thế giới và trong nước quay đầu tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng miếng SJC đã chạm mức cao kỷ lục mới và các chuyên gia nhận định thị trường chu kỳ tăng giá vẫn chưa kết thúc. Cập nhật lúc 13 giờ 30 hôm nay 15 tháng 4, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đẩy giá vàng miếng SJC lên mức kỷ lục mới, khi mua vào 83,3 triệu đồng một lượng, bán ra 85,5 triệu đồng một lượng, tăng tới 1,7 triệu đồng một lượng so với buổi sáng. Một số doanh nghiệp khác mua bán vàng SJC ở mức thấp hơn nhưng vẫn là vùng cao kỷ lục như là PNG, Doji bán ra 85,4 triệu đồng một lượng, hay Bảo Tín Minh Châu bán ra là 85,3 triệu đồng một lượng. Đáng chú ý giá vàng miếng SJC đang tăng nhanh hơn vàng nhẫn và cả thế giới. Nếu tính trong 2 ngày qua, giá vàng miếng tăng tới 2,5 triệu đồng. Biên độ chênh lệch giá mua bán vàng miếng cũng được nới rộng lên 2,2 triệu đồng một lượng. Còn với giá vàng nhẫn tăng thêm khoảng 350.000 đồng một lượng. Nhiều chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư nên cẩn trọng khi mua vàng trong thời điểm giá vàng trên đỉnh cao. Khi mà vàng ngày càng tăng giá và có giá trị hơn thì dường như là tình trạng trộm cắp cướp giật vàng cũng gia tăng theo. Mới đây, một đối tượng đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh xuống huyện Bến Lức, tỉnh Long An ghé vào một tiệm vàng giả vờ mua rồi cướp nhưng đã bị chủ tiệm bắt lại. Đối tượng là Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đang bị công an huyện Bến Lức, Long An tạm giữ về hành vi cướp tài sản. Tại tiệm vàng Bảo Yến ở khu phố 8 thị trấn Bến Lức, Thoại hỏi mua một lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Ngay vậy thì chủ tiệm vàng lấy vàng ra cho xem và sau đó Thoại đã đồng ý mua. Tuy nhiên ngay sau đó Thoại liền cướp giật lấy số vàng trên tay chủ tiệm rồi bỏ chạy ra ngoài. Rất nhanh, chủ tiệm đã nhanh chóng chặn tên cướp và tay không quật ngã đối tượng cùng với sự giúp sức của nhiều người. Hiện công an huyện Bến Lức tiến hành bàn giao tài sản cho chủ tiệm vàng và địa phương cũng đã có khen thưởng dân phòng khu phố 4 và bốn người dân đã tích cực chủ động tham gia vây bắt tội phạm cướp giật tài sản.